Dịp Tết Nhâm Dần 2022 năm nay, người Việt tị nạn ở Thái Lan không tụ họp đón mừng năm mới cùng nhau như những năm trước đây. Lý do vì làn sóng dịch COVID-19 ở Thái Lan tăng cao trong năm qua, khiến chính phủ nước này hạn chế tụ họp. Nhiều người tị nạn không tìm được việc làm, không có đủ tiền để mua sắm, chuẩn bị gì cho ngày Tết cả. Chị Thu Nguyệt, đang tị nạn ở Bangkok, cho biết người Thái không ăn Tết cổ truyền giống Việt Nam. Trước Tết, chỉ có vài anh em tị nạn gói mấy cặp bánh tét, chia nhau cho đỡ nhớ Việt Nam, chứ cũng không sắm sửa gì. Chị Nguyệt may mắn được người quen giới thiệu công việc, nên Tết cũng tranh thủ đi làm, lủi thủi có một mình, chỉ đi làm rồi về nhà. Ngày hôm nay thì gọi về nhà thì mẹ chị nói là thôi bây giờ nếu mà ấy quá một mình ở bên đây thì không có thì về thì chấp nhận bị bắt để về ở bên mẹ chị. Chứ bây giờ gia đình nhà chị thì anh chị ở bên Việt Nam cũng nói rằng là sống lớn tuổi rồi sống ở bên này có một mình thì như thế nào ấy. Mẹ chị nói là còn nhà anh với đứa em ấy thì nó cũng thương. Nhưng mà nó nói rằng là thôi bây giờ nếu mà không ấy được nữa thì quay về chịu án. Chị Nguyệt chạy trốn sang Thái Lan đến nay đã hơn 3 năm, được cấp quy chế tị nạn hơn 2 năm, nhưng từ đó đến nay không hề có tin tức gì về vấn đề tái định cư ở một nước thứ ba. Chị Nguyệt nói. Chị thì bây giờ chị, tương lai chị nó mù mịt quá, chứ mình cũng nguyện vọng rằng là nếu mà có thể được thì mình bây giờ trở về thì chắc chẳng biết là chị trở về được hay không. Thì chị, cái đường đi nước thứ ba thì nói thẳng ra nó rất là mù mịt, không một tin tức gì của cao ủy thông báo gì đấy. Ông Nguyễn Văn Tráng vượt biên sang Thái Lan xin tị nạn từ tháng 5 năm 2018. Ngày được cấp quy chế tị nạn vào năm 2019, chưa kịp vui mừng thì ông đã thất vọng với thông báo từ cao ủy tị nạn rằng chỉ có 1% người được cấp quy chế tị nạn được đi định cư ở nước thứ ba. Vào khi mình được cấp quy chế tị nạn ấy, thì họ thông báo thẳng là chỉ có 1% người tị nạn được quyền đi cái tái định cư thôi. Thành ra là cái việc chờ đợi nó kéo dài từ tháng 3 năm 2019 đến giờ thì cao ủy chưa liên lạc lần nào để đề cập đến cái vấn đề tái định cư nước thứ ba. Cảm thấy rất là khá là tuyệt vọng ấy. Tuy nhiên thì vì không còn cách nào khác, do ở phía Việt Nam thì bị truy bức truy nã và mình không còn con đường nào khác là mình phải chạy sang Thái Lan. Cho nên là cái số phận của mình hoàn toàn phụ thuộc vào cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và mình không còn cái cách thức nào khác để mình thay đổi được nó. Ông Nguyễn Văn Tráng bị phát lệnh truy nã hồi tháng 12 năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2022, chính quyền Việt Nam phát thư kêu gọi ông Tráng ra đầu thú với nội dung nếu tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bị bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Siêu Thoan, một người thượng đưa cả gia đình trốn sang Thái Lan từ năm 2018. Sau gần 20 năm chịu 3 án tù, cho biết cuộc sống ở Thái Lan dù thiếu thốn cái ăn, cái mặc thì nó vẫn thoải mái tâm trí hơn rất nhiều so với khi còn ở Việt Nam. Vâng, nói chung là khó khăn nhưng mà vẫn thoải mái hơn như đất nước Việt Nam, đất nước mình ấy. Kể cả ở đây làm chui là vẫn là cuộc sống vẫn là nói chung vẫn là thoải mái hơn nhiều Việt Nam. Thoải mái ở mặt là cái, ví dụ cuộc sống con người mình được cầu nguyện Chúa này, thứ hai là được đi chơi chỗ này chỗ kia, ví dụ suy nghĩ tư tưởng mình nó thoáng hơn một tí. Anh nói ở đây anh được cao ủy cho tiền nhà, được nhà thờ phụ thức ăn, con cái được cho đi học đầy đủ, dù phải làm chui kiếm ít tiền thì cũng vừa đủ trang trải. Với anh Thoan, cuộc sống ở Thái Lan đơn giản như vậy đã là hạnh phúc. Nhưng anh vẫn mong được quay trở về quê hương một ngày nào đó khi Việt Nam đã có tự do. Mong muốn hiện tại bây giờ mình ở đất nước Việt Nam mình sớm có tự do đấy. Đây là muốn quay về quê hương của mình thế thôi. Nếu cái định cư đó là trường hợp là đường cùng đó là cũng muốn đi nhưng mà đất nước Việt Nam thay đổi là mình cũng mong muốn về hết ạ.